nhìn gì đấy? Cháu có nhìn chú mua. Đi vào trong nhà chuẩn bị. Nhanh đi. Long Đào, chú dặn đây. Nhớ bảo gì làm đấy, không được làm sai nghe chưa? Nhớ bảo gì làm đấy, không được làm sai nghe chưa? Đi vào. Ai dạ? Này bác. Dạ. Ba của cậu nhân viên có quạt tên nghe kiếm hiệp nhỉ? Dạ không ạ. À, nó tên là Long. Thế nhưng mà thằng này nó đau ạ. À, thế anh chị đã chọn được món chưa ạ? Cơm rang đi. Bác cho tôi 2 suất cơm rang. 2 cơm rang ạ? Long đâu? Có 2 cơm rang. 2 cơm rang. Dạ. Thế giá cả hôm nay thế nào nhỉ? Dạ anh chị cứ yên tâm ạ. Dạ hôm nay là tuần đầu khai trương, cho nên nhà hàng giảm giá cho khách 1/2. Tốt. Long đâu? Có. Nhớ giảm cho khách 1/2 nghe chưa? Có. Dạ. À thôi bây giờ thì em có chút việc bận. À, xin quý khách cứ ngon miệng. À, em phải đi một chút rồi em về. Rồi, bác cứ tự nhiên. Dạ, cảm ơn ạ. Dạ. Bên này. Ok. Sao suất cơm rang ở đây ít thế nhỉ? À quên. Ơ? Gì đây? Ê! Tại mày làm gì vậy? Làm sao? Chú chỗ dặn rồi, dám cho khách 1/2. Chuyện này là thế nào? Con chào ông ạ. Ờ. Bố ơi bố, con cũng phải nộp 1 triệu tiền học phí. Ngày mai bố đưa tiền cho con nhé. 1 triệu à? Vâng. Được. Ngồi đây. Vâng. Lý ơi. Gì? Ra. Mai anh đưa con đi học ấy. Em đưa tiền để anh đóng học phí cho con nhá. Bao nhiêu? Bao nhiêu? 3 triệu. 3 triệu á? Tôi hỏi lần cuối nhá. Bao nhiêu? 3 triệu. Chắc chưa? Chắc. Chắc rồi đúng không? Tôi gọi cho mẹ thằng cu Nam. Alo chị à. Ừ Ly à, gì đấy hả Ly? Nghe bảo là mai đóng học phí cho các con hả chị? Ừ, đúng rồi em ạ. Thế, không biết học phí cho các con là bao nhiêu ấy chị nhờ? Ờ, chị thấy bố nó bảo là mỗi đứa phải đóng 10 triệu. 10 triệu á? Ừ. Này, em bảo chị nhá. Chị bị chồng chị khai khống rồi. Chồng em đóng 3 triệu thôi. Ui thế à? Vâng ạ. Xem lại chồng chị nào đi nhá. Ờ cái lão này lão ấy lừa chị rồi, để chị cho biết tay. Này cái ông kia. Thấy chưa? Anh đã bảo rồi, em cứ gọi cho người ta làm gì, tan nát hạnh phúc gia đình của người ta. Ai bảo đàn ông dối trá? Thật thà như anh phải là tốt không? Ngày mai em đưa tiền để anh đóng học cho con. Được rồi, mai đưa cho. Này, cho cậu này. Cảm ơn. Hôm qua tớ xin bố 1 triệu tiền học phí, thế là lại 200, tha hồ mà tiêu. Cậu nói với bố mẹ là bao nhiêu? 6 triệu. Cái gì cơ? 6 triệu cơ à? Sao cậu nói nhiều thế? Thì nhà tớ giàu mà. Nhưng không hiểu sao hôm qua tớ nói với bố tớ là 6 triệu xong thì mẹ tớ đánh cho một trận tơi bời. Đến bây giờ chưa đi lại được. Ôi, tớ mang thuốc về cho bố tớ đây. Tạm biệt. Nhanh Nam ơi, cứ rót đi cho bốc. Ê, thôi thôi các ông ơi, đã ăn gì đâu mà các ông uống nhiều thế nhỉ? Vừa ăn uống cũng được mà. Tết gì, có phải là để ăn được. Khi nào các em lẩu thì các anh bảo em nhá. Cảm ơn nhé.
uống hết thôi. Suốt ngày rượu mới chè. Biết rồi, đi vào đi. Bà biết rồi. Được anh ơi. Bạn thế nào? Cuối năm anh em gặp nhau một tí thì bạn đi uống cái nước cam này thì nó mất vui thật. Được rồi. Này, nó phải có cái nước nói này vào anh em tâm sự. Hôm qua nói từ đầu rồi, các bạn thông cảm cho tôi hôm nay. Trước khi đi vợ nó dặn rồi, nó bảo là anh không được uống rượu, tí còn lái xe an toàn để về nhà với nó nữa. Tôi bảo xem có ở đây có vợ nào không dặn đấy, đúng không? Cái việc cái bạn cứ để vợ dặn là việc của vợ mà uống là việc của mình nhỉ? Khổ quá chứ. Giá mà vợ tôi nó được như vợ các bạn ấy, nó có quát thẳng vào mặt các bạn như là vợ Chiến vừa qua đâu. Càng ngày mỗi lần nó dặn ấy, nó cứ dịu dàng, nó cứ thùy bị hết la. Rất là khó chịu. Hôm trước nha, vừa bị viêm họng tí thôi, thế mà nó thức cả đêm nó chăm sóc ấy. Thế nên các bạn bảo vợ nó như thế thì làm sao tôi lỡ lòng nào? Tình tướng vừa ấy. Không, ở đây không vợ nào là không yêu chồng ấy, đúng không? Nếu không yêu nhau thì giải tán đi, ở với nhau làm gì? Các bạn hiểu nhầm ý tôi rồi. Thế là bạn nói thế là bạn không hiểu về cuộc sống gia đình người khác. Nếu đã để khoe như thế nhá, thì cái Linh vợ tôi là yêu chồng và tôn trọng chồng nhất. Nói với bạn thế. Khổ khổ quá, tôi không khoe gì đâu. Đây đây đây. Đây. Không, đây bạn xem này. Biết chồng đi sang nhà anh Chiến uống rượu tất nhiên nhá, đút luôn hai gói sủi thanh nhiệt Lip Cool này vào tới. Trước khi đi còn dặn là anh ơi uống vào để mỗi lần uống rượu xong anh không bị háo nước, anh không bị nóng trong, anh không bị nhiệt miệng từng lúc. Này vợ còn tầm chê. Thì tôi không có gì đâu. Bạn lại thì bạn chết. Đây đây, anh em cho tôi khoe một tí, tôi bấm điện thoại bật loa ngoài cho các bạn xem vợ tôi ăn nói với tôi như nào. Không cần phải làm thế đâu bạn ơi. Còn có 1% pin. Bạn đưa cái máy bạn này cho tôi. Tôi. Bạn cứ đưa tôi ở đây. Không cần phải làm thế. Không, để cho anh em người ta biết thôi. Tôi cũng nhân tiện tôi khoe với anh em một tí vợ tôi yêu tôi như nào. Bạn đưa cái mặt đây như nào. Này, bật loa ngoài luôn nhá. Alo anh yêu à? Vâng. Anh gọi em có việc gì đấy? Anh hỏi là cái sủi thanh nhiệt Lip Cool em để trong túi của anh pha thế nào anh quên rồi. À chồng à? Thế không chồng người ta nào? Anh cứ pha một gói với 150 đến 200ml nước là được anh nhá. Ok con dê. Lượn đây nhá. Vâng ạ. Bạn đấy á? Tôi bảo lượn đi nhá. Vợ. Tôi công nhận là vợ bạn yêu bạn thật. Công nhận. Đây, Công ơi, tôi đang hơi có một tí thắc mắc rồi. Tại sao mà ông Trung vừa cầm điện thoại của ông Đức Anh lên mà vợ ông Trung nhấc máy cái đã alo anh yêu à? Thế nào? Là thế nào? Ừ? Ê, còn thế nào nữa? Điều ấy chứng tỏ nhá, Linh rất là yêu bạn. Vợ bạn chưa nghe thấy tiếng bạn mà đã gọi là anh yêu à? Có nghĩa là chưa cần bạn lên tiếng, bạn với cả vợ bạn đã có cái gọi là cái gì nhỉ? Tâm linh tương thông, thần giao cái cả, không cần lên tiếng là biết ngay là chồng yêu gọi, cho nên là im mồm. Nể chưa? Rồi, nể rồi. Anh em nể đấy chứ. Nhịn miệng làm phiền, uống liền Lip Cool. Nhịn mụn làm phiền, dùng liền Lip Cool. Sủi thanh nhiệt Lip Cool từ thảo dược và vitamin C, dùng cho người nhiệt miệng, nóng trong, mệt mỏi. Cần sủi thanh nhiệt, chọn Lip Cool.